everyone, it's me again. Welcome back to my lesson today. The lesson we are going to focus today is about the revision of unit number 14, International Organizations. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào đó là bài ôn tập của bài số 14, các tổ chức quốc tế. And we are going to have three parts, và chúng ta sẽ có 3 phần. The first part is about vocabulary, including names of international organizations, word formation, and practice one. The second part is about grammar, including phrasal verbs, practice two. And the last part is about mini test. Is it clear? Okay, let's get started. And first of all, we focus on calling the names of these international organizations. Now, please look at the pictures. The first one. What organization? And this is UN. The next one. What organization? This is WHO. The next one. What organization? And this is UNICEF. The next one. What organization? This is WWF. And the last one. What organization? This is Red Cross. And now we focus on finding the full names of these international organizations. Và bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào việc tìm hiểu tên gọi đầy đủ của các tổ chức này nhé. But we don't focus on the Red Cross because we can see the name here. Nhưng mà chúng ta sẽ không tập trung vào hội chữ thập đỏ bởi vì chúng ta đã thấy cái tên ở trên màn hình rồi. Ok, let's go. What do these names such as WHO, WWF, UN, and UNICEF stand for? Ok, now look at the first one. WHO stand for World Health Organization. And Vietnamese is Tổ chức Y tế Thế giới. And it was founded in 1948. Và nó được thành lập vào năm 1948. Now we come to the second. WWF. WWF stand for World Wildlife Fund. And Vietnamese is Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. And it was founded in 1961. And both of two these organizations here have headquarters in Switzerland. Và cả hai tổ chức này có trụ sở chính tại Thụy Sĩ. Now we come to the next one. UN. So UN stands for United Nations. Vietnamese is Liên Hiệp Quốc. And it was founded in 1945. Và nó được thành lập vào năm 1945. Now we come to the last one. UNICEF. UNICEF stands for United Nations Children's Fund. And Vietnamese is Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc. And it was founded in 1948. Và nó được thành lập vào năm 1948. And both of these organizations here have headquarters in New York City, America. Và cả hai tổ chức này có trụ sở chính tại thành phố New York, Hoa Kỳ. And when we talk about these international organizations, we will have some words related. Và khi chúng ta nói đến các tổ chức quốc tế này thì chúng ta sẽ có một vài từ liên quan. So the first one is mission, có nghĩa là sứ mệnh hoặc là nhiệm vụ. The second is activity, là hoạt động. And the last one is objective, là mục tiêu. Okay, so I just finished calling the name of these international organizations. Và thầy vừa hoàn thành việc gọi tên các tổ chức quốc tế này. Now, let's move to the next part. Và chúng ta sẽ tiếp tục với phần tiếp theo, word formation. In this part, I'm going to review some important vocabulary in unit number 14. Và trong phần này, thầy sẽ ôn lại một số từ vựng quan trọng của unit số 14. Now, please, look at them. The first one. We have dedicate. Dedicate, that is a verb. Đây là một động từ. Và có nghĩa là hiến dâng hoặc là dành hết cho. Và từ đây chúng ta sẽ có một từ tương đương, đó là devote. Devote. Và từ đây chúng ta sẽ có một danh từ, đó là dedication. Dedication. And from here, devotion. Devotion. Và từ đây chúng ta sẽ có tiếp một tính từ nữa, đó là dedicated. Dedicated. Nó có nghĩa là
hết lòng, tận tâm hoặc là tận tình. And from here we have devoted. Devoted. So we finish the first one. Now we come to the second one. Chúng ta tiếp tục với từ số 2. We have initiative. Initiative. Beginning. Start. Inception. Có nghĩa là sự khởi xướng hoặc là sự bắt đầu. And from here we have a verb. Initiate. Initiate. Có nghĩa là begin. Start. Incept. And in this word, we have to pay attention to the letter T. Because T is pronounced sh, not th. Và đối với từ này, chúng ta hãy tập trung vào chữ T. Bởi vì chữ T được phát âm là âm sh, không phải là âm tờ. Chú ý nhé. Chúng ta tiếp tục với từ số 3, number 3. Hesitate. Hesitate, nó có nghĩa là ngập ngừng hoặc là lưỡng lự. Và từ đây chúng ta sẽ có hesitative. Hesitative. Và chúng ta tiếp tục có một cái nữa, đó là danh từ, là hesitation. Hesitation. Và chúng ta sẽ có một từ trái nghĩa với chữ này, đó là gì? Willing. Willing, sẵn sàng hoặc là tự nguyện. Và chúng ta sẽ có hình thức danh từ là willingness. Willingness. Now, we come to number 4. Từ số 4. Medicine. Medicine. Nó có nghĩa là y học và y khoa. Đây là danh từ. Và từ đây chúng ta sẽ có tiếp một danh từ nữa, đó là medication. Medication có nghĩa là thuốc chữa bệnh hoặc là dược phẩm. Và chúng ta sẽ có một tính từ nữa, đó là medical. Medical, đó là thuộc về y học hoặc là thuộc về y khoa. And one more, that is medicate. Medicate là điều trị. Now we come to number 5. Chúng ta sẽ tiếp tục với từ số 5. Disaster. Disaster, nó có nghĩa là tai họa hoặc là thảm họa. Và từ đây chúng ta sẽ có một từ tương đương, đó là catastrophe. Catastrophe. Và từ đây chúng ta sẽ có hình thức tính từ, đó là disastrous. Disastrous, có nghĩa là tai hại hoặc là thảm khốc. Và chúng ta sẽ có một từ tương đương, đó là... Cho tiếp tục với từ số 6, number 6. Vulnerable. Vulnerable có nghĩa là dễ bị tổn thương. Và từ đây chúng ta sẽ có hình thức danh từ như sau. Vulnerability. Vulnerability. Chúng ta tiếp tục với từ số 7, number 7. Suffer. Suffer from something là đau khổ. Và từ đây chúng ta sẽ có hình thức danh từ là suffering. Suffering nó nghĩa là sự đau khổ. Và chúng ta tiếp một hình thức danh từ số nhiều nữa, đó là sufferings. Sufferings nó nghĩa là những nỗi đau khổ. Và từ đây chúng ta sẽ có hình thức tính từ sufferable. Sufferable nghĩa là đau khổ hoặc chịu đựng. Chúng ta tiếp tục với từ số 8, number 8. Volunteer. Volunteer, đây là danh từ, có nghĩa là tình nguyện viên. Và chúng ta sẽ có thêm hình thức động từ, nghĩa là tình nguyện, the same form. Tính từ của nó là voluntary. Voluntary có nghĩa là tình nguyện. Như vậy thầy vừa hoàn thành xong việc ôn lại những từ vựng quan trọng của bài số 14. Và sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần practice. In practice 1 we have 4 sentences. Trong nội dung của phần practice số 1 thì chúng ta sẽ có 4 câu. Và bây giờ thầy sẽ dành cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta xem nội dung câu số 1 đến câu số 4. Và sau đây thầy sẽ tập trung vào từng câu hỏi. Now begin with number 1. He accepted the new job without A. Hesitate, B. Hesitation, C. Hesitative, and D. Hesitatively. Như vậy chúng ta thấy trong nội dung câu số 1, chúng ta có without, nó là một giới từ. Và sau một giới từ, chúng ta cần một danh từ hoặc là một động từ verb in. Và nhìn vào bốn phương án A, B, C, D, chúng ta không thấy có hình thức verb in. Do đó, đáp án của câu số 1 của chúng ta sẽ rơi vào phương án B, tức danh từ. Hesitation. Như vậy anh ta chấp nhận công việc mới này mà không có bất kỳ một sự lưỡng lự hoặc là do dự nào. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 2. Number 2. Whose main activities are conducting research on development and improving international healthcare? A. Medical, B. Medicine, C. Medication, and D. Medicaid.
Như vậy chúng ta nhìn vào trong nội dung câu số 2, chúng ta thấy development nó là một danh từ. Và trước một danh từ chúng ta cần một tính từ. Như trong phần từ vựng lúc nãy chúng ta đã vừa ôn thì chúng ta có medical, nó là hình thức tính từ. Như vậy nội dung của câu số 2 của chúng ta sẽ có phương án A, medical development, nó có nghĩa là sự phát triển về y học. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 3, number 3. Doctors and nurses around the world have their time and efforts to controlling the spread of the COVID-19. A. Appeal. B. Initiated. C. Dedicated. And D. Appalled. Như vậy trong nội dung câu số 3 này chúng ta thấy đây là câu về ngữ nghĩa. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Với câu A chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Appeal to somebody for something. Nó có nghĩa là yêu cầu khẩn khoản. Initiate. Trong nội dung phần từ vựng chúng ta đã học đó là khởi xướng hoặc là bắt đầu. Câu C. Dedicate. Chúng ta sẽ có cấu trúc là dedicate something to verbing là cống hiến để làm một việc gì đó. Và appalled nó có nghĩa là làm kinh sợ. Chúng ta hãy nhìn vào nội dung câu số 3. Chúng ta thấy their time and efforts nó là something. Và to controlling nó là to verbing. Và từ đây chúng ta sẽ có đáp án của câu số 3 rơi vào phương án C. Bác sĩ và y tá trên toàn thế giới cống hiến thời gian và công sức để kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19. Chúng ta tiếp tục với câu số 4, number 4. The International Red Cross has about 97 million volunteers whose main is to protect human life and health. A. Experience. B. Mission. C. Organizations. And D. Headquarters. Như vậy, đây là một câu về từ vựng. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án A, B, C, D với sự gợi ý như sau. Experience, nó có nghĩa là kinh nghiệm hoặc là sự từng trải. Mission, như trong phần từ vựng chúng ta đã ôn, là có nghĩa là sứ mệnh hoặc là nhiệm vụ. Organization, trong phần từ vựng chúng ta đã ôn, là có nghĩa là tổ chức hoặc là cơ quan. Và headquarters, cũng có nghĩa là cơ quan đầu não hoặc là trụ sở chính. Như vậy, trong nội dung của câu số 4 này, chúng ta sẽ có câu trả lời rơi vào phương án B là mission, là sứ mệnh hoặc là nhiệm vụ. Như vậy thầy vừa hoàn thành xong 4 câu hỏi của phần từ vựng và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục với phần nội dung tiếp theo. Ngữ pháp. Phrasal verb. Now, first of all, I will focus on the definition of a phrasal verb. Và bây giờ thầy sẽ nhắc lại cho chúng ta phần định nghĩa của phần phrasal verb. A phrasal verb is a combination of a verb and a preposition or an adverb particle, which creates a meaning different from the original verb. Now we come to the form. A phrasal verb consists of a verb, preposition or adverb particle. Now look at the example. Looking, look after, look down. And they are phrasal verbs. And now we come to the meaning. So we have two different kinds of meaning. So the first one is literal meaning, là nghĩa đen. And the second is figurative meaning, là nghĩa bóng. And now I will give you an example. Example for literal meaning. May I go out? And I have example for figurative meaning. The light went out while I was having dinner. Go out here, it has the figurative meaning. It means turn off. Và trong phần này thầy sẽ review lại một số cụm động từ quan trọng của những số 14. We have 9 phrasal verbs. The first one, turn up, arrive, có nghĩa là xuất hiện. Number 2, take after, resemble, nghĩa là giống. Number 3, get over, recover from, nghĩa là phục hồi. Number 4, hold up, delay, nghĩa là trì hoãn. Number 5, resulting, lead to, nghĩa là dẫn đến. Number 6, carry out, conduct, nghĩa là tiến hành. Number 7, set up, establish, found, nghĩa là thành lập. Number 8, try out, test, nghĩa là kiểm tra. Number 9, go off, explode, ring, nghĩa là nổ hoặc là đổ chung. In this part, I think we should try to learn more phrasal verbs because we can see them in the test or in the exam.
Okay, now we come to the next part, practice 2. So trong phần practice số 2 này, chúng ta sẽ có 4 câu hỏi. Và 4 câu hỏi này được thầy trích ra từ các đề thi của các tỉnh qua các năm. Và đặc biệt là thầy có trích một câu trong đề thi minh họa của Bộ Giáo dục năm 2020 được công bố vài ngày trước. Và sau đây thầy sẽ dành cho chúng ta một ít thời gian để chúng ta đọc qua câu số 1 đến câu số 4. Và bây giờ thầy sẽ tập trung vào nội dung từng câu hỏi. Now, we begin with number 1. Câu số 1 là đề minh họa của Bộ Giáo dục 2020. Câu số 1 như sau. He is disappointed at not winning the competition, but he will soon eat. A. Take after. B. Get over. C. Look after. And C. Go over. Và nội dung câu số 1 như sau. Anh ấy thất vọng vì không chiến thắng trong cuộc thi, nhưng anh ấy sẽ sớm nó. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Take after, nghĩa là giống. Get over, nghĩa là vượt qua hoặc là khắc phục. Look after, nghĩa là trông nom hoặc chăm sóc. Go over, nghĩa là ôn lại hoặc là xem lại. Như vậy, với nội dung của câu số 1, chúng ta sẽ có đáp án sẽ rơi vào phương án B, get over. Nội dung câu số 1 như sau. Anh ấy thất vọng vì không chiến thắng trong cuộc thi, nhưng anh ấy sẽ sớm khắc phục được nó. Có nghĩa là anh ta sớm sẽ giành được chiến thắng. Chúng ta tiếp tục với câu số 2, number 2. Câu số 2 là câu của đề khảo sát chất lượng lớp 12 2017-2018 của tỉnh Quảng Nam. Câu số 2 như sau. In public places, you should ask everyone for permission before you a cigarette. A. Light up. B. Put out. C. Put down. And D. Turn down. Nội dung câu số 2 như sau. Ở những nơi công cộng, bạn nên xin phép mọi người trước khi bạn một điếu thuốc. Và chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Light up nghĩa là châm lửa hoặc là đốt điếu thuốc. Put out nghĩa là dập tắt thuốc lá hoặc là lửa. Put down nghĩa là để xuống hoặc là đàn áp. Và turn down là bác bỏ hoặc là từ chối. Như vậy với nội dung câu số 2, chúng ta sẽ có câu trả lời rơi vào phương án A, light up. Như vậy là ở những nơi công cộng, bạn nên xin phép mọi người trước khi bạn châm một điếu thuốc. Chúng ta tiếp tục với câu số 3, number 3. Câu số 3 là đề tập huấn thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 của tỉnh Bắc Ninh. Câu số 3 như sau. Jack found it hard to the loss of his little dog. A. Get over. B. Put off. C. Get along. Câu D. Turn over. Và nội dung của câu số 3 như sau. Jack cảm thấy khó khăn để việc mất con chó nhỏ của mình. Và chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Get over có nghĩa là vượt qua hoặc là khắc phục. Put off nghĩa là hoãn lại hoặc để chậm lại. Get along nghĩa là tiến bộ hoặc là hòa thuận với nhau. Và turn over nghĩa là lật hoặc là chuyển giao. Như vậy với nội dung của câu số 3, chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án A, the get over. Là Jack cảm thấy khó khăn để vượt qua việc mất con chó con hoặc con chó nhỏ của mình. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 4, number 4. Câu số 4 là đề thi học kỳ 2 lớp 12 năm 2011-2012 của tỉnh Quảng Nam. Câu số 4 như sau. John got ill and had to smoking. A. Look up. B. Get up. C. Wash up. And D. Give up. Và nội dung câu số 4 như sau. John bị ốm và phải thuốc lá. Chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới và chúng ta sẽ có gợi ý như sau. Look up có nghĩa là tra cứu hoặc là nhìn lên. Get up có nghĩa là thức dậy. Wash up có nghĩa là rửa bát đĩa. Và give up có nghĩa là từ bỏ hoặc là bỏ. Như vậy với nội dung của câu số 4, chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án D, give up là từ bỏ. Như vậy, John bị ốm và phải bỏ hút thuốc. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần practice số 2 của phần facial verb. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung tiếp theo là mini test. Và trong nội dung phần này chúng ta sẽ có 12 câu. Và thầy sẽ mời các em xem qua câu số 1 đến câu số 6 ở slide đầu tiên của phần mini test.
Và chúng ta tiếp tục với slide thứ hai của phần mini test với nội dung của câu số 7 đến câu số 12. Chúng ta đến với nội dung đầu tiên. Choose the word which is stressed differently from the rest. Trong nội dung phần này, chúng ta sẽ chọn từ mà được nhấn khác với từ còn lại. Câu số 1. Disaster. Reasoner. Medicine. Agency. Như vậy, với nội dung câu số 1, chúng ta sẽ chọn phương án A. Bởi vì phương án A có dấu nhấn ở âm số 2. Còn những phương án còn lại, âm số 1. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 2. Number 2. Medical. National. Official. Natural. Như vậy, ở nội dung câu số 2, chúng ta sẽ chọn phương án C. Bởi vì phương án C được nhấn ở âm số 2. Những phương án còn lại được nhấn ở âm số 1. Chúng ta tiếp tục với nội dung tiếp theo. Choose the word which has the underlying part pronounced differently from the rest. Ở nội dung này, chúng ta sẽ chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại. Chúng ta đến với nội dung câu số 3. Number 3. Society. Delegate. President. Protection. Như vậy, ở nội dung câu số 3, chúng ta sẽ chọn phương án A. Bởi vì phương án A được đọc là E. Những phương án còn lại được đọc là E. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 4. Number 4. A. Treatment. B. Struggle. C. Initiate. And D. Total. Như vậy, ở câu số 4, chúng ta chọn phương án C là phương án đúng. Bởi vì phương án C được đọc là SH. Những phương án còn lại được đọc là âm T. Chúng ta tiếp tục với nội dung tiếp theo. Trong nội dung này, chúng ta sẽ chọn từ gần nghĩa với từ được gạch chân bên dưới. Câu số 5. Number 5. All schools in Vietnam had to be delayed a few weeks because of the COVID-19. Như vậy, chúng ta thấy delayed nó có nghĩa là trì hoãn. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới và chúng ta sẽ có 4 sự gợi ý như sau. Như vậy, với nội dung câu số 5, chúng ta sẽ có phương án rơi vào B, put off, là trì hoãn. Như vậy, delay có nghĩa là put off. Và phương án B là phương án chính xác. Chúng ta tiếp tục với câu số 6. Trong nội dung câu số 6 này, chúng ta sẽ chọn từ trái nghĩa đối với từ được gạch chân bên dưới. Câu số 6 như sau. An international medical conference initiated by Davidson resulted in the birth of the League of the Red Cross Societies in 1991. Như vậy, chúng ta sẽ có initiate trong phần từ vựng. Thì initiate nó có nghĩa là khởi xướng hoặc là bắt đầu. Và chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới để với sự gợi ý như sau. Và trong nội dung câu số 6 này, chúng ta sẽ có đáp án sẽ rơi vào phương án A là finish, là hoàn thành, là kết thúc. Như vậy, initiate là khởi xướng, là bắt đầu. Thì trái nghĩa với finish là hoàn thành hoặc là kết thúc. Chúng ta tiếp tục với câu số 7. Number 7. Đây là câu được trích trong đề thi minh họa của Bộ Giáo dục năm 2020. Câu số 7 có nội dung như sau. Many 12th graders find it hard to what university to apply to. Như vậy, trong nội dung câu số 7 này, chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Chủ ngữ find it adjective to verb pair. Như vậy, với câu số 7 này, chúng ta sẽ thấy ngay to verb pair chỗ này. Và chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới và chúng ta sẽ có gợi như sau. Với nội dung câu số 7, chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án A, decide, là động từ. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 8, number 8. Đây là một câu về từ vựng. Câu số 8 như sau. Is a situation in which large numbers of people have a little or no food and many of them die. Và chúng ta hãy nhìn vào 4 phương án bên dưới với sự gợi như sau. Ở nội dung câu số 8 này, chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án B, famine, là nạn đói. Và rõ ràng nạn đói là một tình huống trong đó nhiều người có ít hoặc không có thức ăn và nhiều người trong đó đã tử vong. Chúng ta tiếp tục với câu số 9, number 9. Lại là một câu về từ vựng.
Câu số 9 như sau. The International Red Cross helps to ensure respect for human being and to prevent and relieve human. Và chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Ở nội dung câu số 9 này, chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án D là sufferings, là những nỗi đau khổ. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 10. Number 10. Đây là câu về phrasal verb, cụm động từ. Nội dung câu số 10 như sau. What will happen if John doesn't in time? Chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Với nội dung câu số 10, chúng ta sẽ có đáp án sẽ rơi vào phương án D là turn up, có nghĩa là xuất hiện hoặc là đến. Như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu John không đến hoặc là xuất hiện kịp lúc? Chúng ta tiếp tục với câu số 11, number 11. The bomb in the garage, fortunately, no one was injured. Chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới và chúng ta sẽ có gợi ý như sau. Với nội dung câu số 11 này, chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án B, đó là went off, là go off, là nổ, là bom nổ trong nhà để xe, nhưng mà may mắn thay không có ai bị thương cả. Chúng ta tiếp tục với nội dung câu số 12, the last one, number 12. Tiếp tục là câu về phrasal verb. Câu số 12 như sau. You will have to your holiday if you are too ill to travel. Chúng ta hãy nhìn vào bốn phương án bên dưới với sự gợi ý như sau. Với nội dung câu số 12 này, chúng ta sẽ có đáp án rơi vào phương án B là call off, là hoãn lại hoặc là đình lại. Như vậy là bạn sẽ phải hoãn kỳ nghỉ của bạn lại nếu như bạn quá ốm, không thể đi du lịch được. Và chúng ta vừa hoàn thành xong bài mini test và cũng như là hoàn thành bài học của chúng ta ngày hôm nay, là bài ôn tập của bài số 14. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung cuối cùng, đó là homework, là bài tập về nhà. Và trong nội dung phần này thì chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ cần phải làm, đó là review lại bài học của chúng ta. Thứ hai, chúng ta sẽ chuẩn bị bài học tiếp theo, đó là bài số 15, kỹ năng reading, kỹ năng đọc. This is the end of our lesson, and I do hope that this lesson will be very useful for your study at home. Bye for now, and see you next time.